Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay em sẽ làm video so sánh với chúng ta về chiếc xe Santa Fe bản cao cấp, giá là 1.240 được bán máy xăng và 1.340 được phi bán máy dầu. Còn bên tay phải của bên em đó là phiên bản Santa Fe bản tiêu chuẩn. Thì bản tiêu chuẩn thì nó sẽ có hai phiên bản là máy xăng tiêu chuẩn giá 1.030 và bản dầu tiêu chuẩn giá 1.130. Thì tranh nhau giữa khoảng 200 triệu giữa hai phiên bản thì chúng ta sẽ biết được là hai phiên bản này nó có sự khác nhau về trang bị như thế nào. Thì hôm nay em sẽ làm video để giải thích cũng như để hướng dẫn cho quý anh chị biết sự khác nhau giữa hai phiên bản để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về sản phẩm và chúng ta sẽ biết được cái lựa chọn phù hợp đối với tài chính của chúng ta. Ở về phần đầu xe thì chúng ta thấy trên phiên bản cao cấp thì về mặt ga lăng thì chúng ta sẽ được trang bị mặt ga lăng là mạ chrome xám xi nhé quý anh chị. Và ở dưới logo thì chúng ta sẽ trang bị thêm là camera trong hệ thống 4 camera của cam 360 và hệ thống radar phía trước ở trong các tính năng như là tính năng đó là chống va chạm phía trước hoặc là tính năng là smart cruise control đó nhé quý anh chị. Và ở phía phần cản phía dưới này thì chúng ta cũng được mạ chrome màu xám xi luôn, nhìn rất là sang trọng nhé quý anh chị. Rồi ở phiên bản Santa Fe tiêu chuẩn thì chúng ta trang bị đó là mặt ga lăng màu nhựa đen và phía dưới này thì chúng ta sẽ là cũng không có mạ chrome nha, và chúng ta sẽ không có cam 360 cũng như hệ thống radar. Còn về hệ thống đèn thì chúng ta vẫn được trang bị hệ thống đèn bi led có tính năng là đèn pha tự động nha quý anh chị. Nhưng trên phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ có hệ thống đó là hệ thống đèn pha tự động thích ứng, tức là khi mà chúng ta đi đèn sang đèn đỏ chúng ta đi ở cao tốc mà chúng ta vào đèn pha nhưng mà chúng ta gặp xe đối diện hoặc xe cùng chiều thì hệ thống đèn tự động nó sẽ tắt đèn pha, nó chỉ bật đèn cốt thôi để tránh là chói phương tiện phía trước hoặc là xe phương tiện đi cùng chiều nhé quý anh chị. Rồi ở về phần thân xe thì cả hai chiếc xe đều có trang bị là chiều dài cơ sở, chiều dài tổng thể cũng như là khoảng sáng gầm xe là như nhau. Nhưng trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ được trang bị đó là hệ thống mâm 19 inch, mâm ở kim nhôm đa chấu như quý anh chị, và kích thước lốp sẽ là 235/55R19. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ được trang bị đó là hệ thống camera trong hệ thống cam 360 và sẽ có tính năng là cảnh báo điểm mù trên gương. Và ở phía sau này thì chúng ta sẽ có là hệ thống là cửa khóa trẻ em là tự động, khi mà chúng ta cái cảm biến ở phía sau nó phát hiện là có xe đi cùng chiều thì hệ thống sẽ tự động khóa cửa phía sau, là nó sẽ không có người ngồi phía sau mở cửa nha quý anh chị. Rồi trên phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta được trang bị đó là mâm 18 inch, kích thước lốp sẽ là 235/60R18 nha quý anh chị. Và trên hệ thống trên phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có là cam 360 trên gương và không có là tính năng là cảnh báo điểm mù, cũng như là không có tính năng đó là khóa cửa khi mà phương tiện ở phía sau đi lên mà chúng ta không biết. Đó là phiên bản tiêu chuẩn nha quý anh chị. Ở phía sau thì cả hai phiên bản thì cơ bản nó sẽ là giống nhau hết nha quý anh chị, đúng, được trang bị hệ thống đèn hầu dạng led và cũng có cảm biến lùi cũng như camera lùi. Cả hai phiên bản đều chúng ta đều trang bị đó là cốp chỉnh điện hết nha. Cả hai phiên bản đều trang bị là cốp chỉnh điện hết và có điều chỉnh là độ cao của cốp được luôn. Trên phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có chữ đó là Santa Fe Premium ở phía sau này để chúng ta dễ dàng nhận biết đó là phiên bản cao cấp nha quý anh chị. Còn trên phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có chữ Premium nha. Chúng ta sẽ không có chữ Premium ở phía sau như quý anh chị thấy ha. Rồi chúng ta sẽ tới với phiên nội thất của phiên bản cao cấp. Thì trên phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ có thêm đó là về phần màn hình, thì là sẽ là màn hình đa thông tin 12.3 inch. Và ở đây thì chúng ta sẽ có tích hợp đó là camera trên màn hình luôn. Và chúng ta sẽ có thêm đó là hệ thống là nhựa ghế hai vị trí, khóa cửa trẻ em bằng điện tử. Và chúng ta sẽ có thêm đó là làm mát ghế, sấy ghế, cũng như là có thêm tính năng đó là cam 360 nha quý anh chị. Hệ thống cam 360 trên phiên bản tiêu chuẩn sẽ là không có nha quý anh chị. Và trên phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ có thêm đó là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ở trên phiên bản cao cấp thì ghế phụ của chúng ta sẽ là ghế phụ chỉnh điện và cũng có tính năng đó là làm mát ghế cũng như là sấy ghế luôn.
quý anh chị thấy ha. Rồi, ở trên phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ có thêm các tính năng an toàn cao cấp, đó là hệ thống là hỗ trợ giữ lệch làn đường, hệ thống là Smart Cruise Control là hệ thống duy trì khoảng cách giữa xe của mình và xe đằng trước nha quý anh chị. Đó, và ở đây thì chúng ta có thể thêm vào trong phần cài đặt để chúng ta tìm hiểu ha. Thì đây nó sẽ có thêm các tính năng an toàn cao cấp, đó là hệ thống như chống va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ va chạm phía sau khi lùi, hệ thống cảnh báo điểm mù. Và cả hai phiên bản này chúng ta đều sử dụng đó là được 6 túi khí hết nha. Và điều là loa sẽ là âm thanh là loa Harman Kardon, là ở trên hai phiên bản luôn. Trên phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ vẫn được trang bị đó là cần số nút bấm bằng điện tử nha quý anh chị ha. Và nó cũng có tất cả các chế độ lái, 3 chế độ, 4 chế độ vận hành, hoặc là 3 chế độ kiểm soát lực kéo trên phiên bản máy dầu nha quý anh chị. Nhưng trên phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ không có là nhờ ghế hai vị trí nhá. Và không có làm mát ghế cũng như không có xoay ghế. Và ở trên ghế phụ thì chúng ta là ghế phụ chính cơ 4 hướng nha, không được trang bị ghế phụ chính điện. Và đặc biệt trên phiên bản tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ không được trang bị cửa sổ trời panorama nha. Và gương chiếu hậu cũng là không có tính năng là chống chói tự động nha. Trên phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có cam 360 mà chúng ta chỉ có là nút để chúng ta coi cam sau thôi. Và trên phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta vẫn không có đó là các tính năng an toàn cao cấp như hỗ trợ giữ lệch làn đường, chống va chạm phía trước, hỗ trợ chống va chạm phía sau khi lùi, hoặc là hệ thống là cảnh báo điểm mù, rồi hệ thống là khóa cửa tay trẻ em bằng điện tử, rồi hệ thống mà cảnh báo người ngồi phía sau cũng khá là nhiều nha quý anh chị. Và đặc biệt trên màn hình đa thông tin của chiếc phiên bản tiêu chuẩn sẽ không được trang bị màn hình đa thông tin 12.3 inch, mà thay vào đó sẽ là màn hình đa thông tin 4.3 inch kết hợp với màn hình analog nha. Và sẽ không có tính năng đó là màn hình HUD, trên phiên bản cao cấp sẽ có màn hình HUD nha. Trên phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ được trang bị đó nhờ ghế hai vị trí này. Và tất cả các gương, tất cả các kiếng đều được trang bị đó là kiếng tự động một chạm và có tính năng chống kẹt, và có tính năng đó khóa cửa trẻ em điện tử nằm ở đây. Đó là trên phiên bản cao cấp nha quý anh chị. Còn thì chúng ta cũng chưa được trang bị nhớ ghế hai vị trí, và các kiếng thì chỉ có là kiếng bên tài là có tính năng là tự động một chạm và có tính năng chống kẹt và không có khóa cửa trẻ em điện tử. Trên phiên bản tiêu chuẩn ở phiên bản cao cấp thì chúng ta có tính năng là ghế phụ chính điện 6 hướng nha quý anh chị, và có làm mát ghế và xoay ghế. Trên phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta ghế phụ là ghế phụ chính cơ 4 hướng, chưa trang bị ghế phụ chính điện. Xin chào quý anh chị, em đã cơ bản so sánh về hai phiên bản chiếc Santa Fe bản cao cấp cũng như phiên Santa Fe bản tiêu chuẩn thì chênh nhau là khoảng 200 triệu, thì em cũng đã liệt kê rất khá rất nhiều option trang bị của hai phiên bản rồi. Thì hôm nay em sẽ làm bản tổng kết lại hai phiên bản này nó có khác nhau những cái gì nha quý anh chị.